Và ngày hôm nay thì mình đến cho các bạn chủ đề đó là tin tức sắp tới bạn nhận được là gì. Chúng ta có 3 sự lựa chọn nhé. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất, một đồ vật khiến bạn bị thu hút nhất nhé. Đầu tiên là một chiếc nhẫn này. Cái số 2 là một hình con bò, cái này là kiểu cài vào áo ấy, kiểu như thế á. Cái số 3 là một chiếc mắc quần áo. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất đi. Để xem là tin tức bất ngờ nào đang đến với bạn. Và ngay bây giờ chúng ta đến với số 1 nhé. Cho các bạn thêm 5 giây nữa để lựa chọn. Xin chào các bạn. Đến với tụ bài đầu tiên, đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là tin tức bất ngờ nào sắp tới bạn sẽ nhận được. Thì đối với cái tụ bài số 1 này, mình sẽ nói về trước khi bạn nhận được tin này nhá. Trước khi mà mình thấy là bạn nhận được cái tin này thì mình thấy rằng là bạn khá là buồn bã. Có thể là bạn đã đợi nó, bạn đã đợi nó hoặc là bạn đã hy vọng vào nó rất là nhiều và bạn đợi mãi mà nó chưa tới. Và thậm chí bạn đợi đến mức mà bạn nghèo một cách sơ sát ra, thiếu thốn một cách sơ sát ra. Đó có thể là cái tin tức này á, nó liên quan đến công việc hoặc là có ảnh hưởng tích cực nào đó đến mặt tài chính của các bạn nha. Chắc chắn là nó sẽ đến với các bạn. Vậy thì cái tin tức này của các bạn là gì? Tin tức này bất ngờ này nó đến với các bạn là gì? Tức là có thể bạn biết là nó sẽ tới với bạn nhưng bạn không biết khi nào, đúng không? Cho nên là cái điều bất ngờ nó ở đó. Hoặc cũng có những bạn ở đây thì cũng không nghĩ là cái tin này nó đến với mình, cho nên là nó mới bất ngờ. Thì đối với tụ bài này á, mình thấy là cái tin tức của các bạn nó sẽ liên quan đến vấn đề giáo dục, học hành, tiếp thu kiến thức nha. Đầu tiên ý, thì mình thấy là kiểu bạn ở trong một cái trạng thái khá là tiêu cực khi mà phải chờ đợi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình thấy rằng là bạn có thể khi mà cái tin này nó đến với các bạn ấy, nó đánh dấu một cái bước ngoặt và nó giúp các bạn, cũng như là nó cứu các bạn ấy thoát khỏi một cái tình huống nào đấy mà nó rất là gian nan ở đây. Ở đây chúng ta có lá The Devil. Thì mình thấy rằng là các bạn thấy con quỷ này không? Đó, nó đang xiềng xích tất cả những cái người này lại với nhau. Thì mình thấy rằng là cái tình huống mà các bạn trước khi mà bạn được nhận được cái tin tức này, mình thấy là cái tình huống các bạn gặp phải nó khá là khó khăn, nó khá là độc hại, hoặc thậm chí các bạn muốn dứt ra lắm nhưng mà các bạn không dứt được. Và mình thấy là các bạn rất là buồn ở đây. Cũng có thể một số bạn thì đang làm một cái công việc nào đấy đang bị áp bức bóc lột và rất là muốn nhận được một cái tin tức nào đó, như kiểu được đi học hoặc là được đi làm một cái công việc khác để có thể bật ra khỏi được cái trạng thái này. Vậy thì cái câu trả lời đến cho các bạn đấy chính là bạn đang rất là gần với một cái kết quả tốt đẹp rồi, một cái chiến thắng nào đó của các bạn rồi. Chính vì thế mà hãy cố gắng kiên nhẫn ở trong cái giai đoạn này nha. Đừng có bỏ cuộc gì ở trong cái giai đoạn này nha các bạn nha. Đó, mình biết là các bạn hiện tại đang phải trải qua những cái ngày tháng nó thực sự là tối tăm, không nhìn thấy là hy vọng nó ở đâu. Có thể là đang đi ở trong một cái đường hầm rất là tối mà không nhìn thấy được là bao giờ mới có thể đến được với cái ánh sáng này. Thì mình chúc mừng các bạn là sắp tới đây bạn sẽ thấy thôi, bạn đang rất là gần đối với nó rồi nhá. Và mình thấy là cái thứ này á, có thể là cái thứ bạn đã luôn ao ước và mong chờ nó đến với mình. Bạn ước ao lắm, bạn mong muốn, bạn trung thành với nó lắm. Nhưng mà bởi vì có thể nó chưa tới với bạn nên bạn buộc phải đi làm những thứ khác để mà bạn trang trải cuộc sống, hoặc là để chờ được cái tin tức này nó tới với bạn. Thì cái tin tức này nó có thể là liên quan đến kiến thức, liên quan đến học hành. Thứ nhất, có thể là các bạn nhận được một cái tin tức là các bạn được nhận vào một cái trường nào đó. Hai là các bạn có thể là đã đăng ký học thành công đấy, trúng tuyển đấy, vào một cái trung tâm hay là một cái nơi nào đấy. Thứ ba, có thể là các bạn đã được nhận đi dạy. Có thể là những bạn đây đã đủ cái trình độ rồi và các bạn có thể là được nhận đi dạy cái công việc đấy, là cái công việc các bạn rất là yêu thích. Có thể, hoặc cũng có những bạn mà có thể là các bạn đang chuẩn bị thi công chức, viên chức ngành giáo dục chẳng hạn. Thì đây cũng có thể là một cái tin tức tốt lành đến với các bạn. Có thể là gần nhà bạn thì bắt đầu có chỉ tiêu này. Đó, chỉ tiêu tại mình cũng có, trước mình cũng có làm trong giáo dục thì mình cũng biết sơ sơ một chút là có thể gần nhà bạn có trường có chỉ tiêu này. Đó, và cái chỉ tiêu đấy thì nó phù hợp với bạn này. Đó, và bạn rất là tự tin đối với nó. Và có thể các bạn đạt được cái kết quả rất là tốt cho cái kỳ thi đấy thì sao. Đó, cho nên là nó có thể đến với các bạn dưới rất là nhiều cái hình thức khác nhau nha. Nhưng mình thấy rằng là nhờ vào cái tin tức này á, các bạn càng sáng tỏ hơn về việc là có lẽ là mình đang mình đây là cái thứ mà mình đã lâu nay mình đã luôn muốn chờ đợi, mình đã luôn muốn có được nó. Và lúc trước có thể mình đã làm, hoặc là mình đã sống, hoặc là mình đã thực hiện những cái công việc mà nó chưa thực sự đúng với cái thứ mà mình mong muốn. Cho nên khi mà cái điều này nó đến với mình mới vui đến như vậy, mình mới hạnh phúc đến như vậy. Thì mình chúc mừng các bạn nha.
Và đối với cái tụ bài này này thì mình thấy rằng là đây là một cái cơ hội, đây là một cái tin tức rất là đáng trân trọng với các bạn. Và mình thấy rằng là bạn ấy sẽ được coi giống như một cái viên ngọc quý. Tức là lúc trước có thể trong công việc của các bạn hoặc là trong cái tình huống hiện tại của các bạn ấy, các bạn bị coi rẻ, các bạn không được đánh giá cao. Nhưng trong thời điểm tiếp theo, khi mà tin tức này nó đến, nó làm thay đổi cuộc sống của các bạn ấy, thì bạn được đánh giá cao với cái khả năng của bạn. Giống như là họ lúc trước, có thể là bây giờ bạn đang ở trong cái tình huống xiềng xích đó, độc hại đó, toxic đó, có thể là họ đang đánh giá. Người ta còn nói là đừng đánh giá con cá bằng cái khả năng leo cây của nó, bởi vì con cá đâu có biết leo cây đâu, hãy đánh giá nó bằng khả năng bơi lội chứ, đúng không? Thì các bạn có thể là giống như một con cá mà người ta đang bắt bạn leo cây, cho nên là bạn mới khó chịu, mới khổ sở như thế. Cho nên là mình thấy thời điểm tiếp theo có thể bạn sẽ được đặt vào cái vị trí là con cá nhưng được thả về nước. Đấy, như cá gặp nước nha. Thời điểm tiếp theo là như cá gặp nước nha. Bạn nào mà có liên quan đến kiến thức này, giáo dục này, đó, hoặc bất kỳ những cái gì đấy có liên quan đến dính dáng một tí đến giáo dục thôi cũng được. Ví dụ như là các bạn thi vào viên chức làm trong các cái chỗ như là thư viện, sách chẳng hạn. Tại vì nó liên quan đến kiến thức, liên quan đến sách, các bạn cứ để ý liên quan đến kiến thức này, sách này, giáo dục này. Đó, rồi là đại loại là cho dù là có dính dáng một tí thôi thì cũng vẫn được tính vào cái trải bài này của các bạn đấy nhá. Đó, cho nên là mình thấy rằng là rất là chúc mừng các bạn vì điều này. Và mình thấy là nó đến vì cái sự nỗ, vì cái sự trung thành của bạn về cái mục tiêu đó. Các bạn không có bỏ cuộc, kiểu các bạn cứ đau đáu về nó ấy. Các bạn không có bỏ nó ngày nào cả. Bạn lúc nào cũng hy vọng và cũng chờ đợi nó. Giống như là một cái người chờ đợi sắt son và tình yêu thủy chung vào một cái công việc đó đấy, kiểu như vậy. Và mình thấy là bạn sẽ có rất là nhiều điều sáng tỏ với các bạn trong cái thời điểm tiếp theo. Nó rõ ràng hơn, thông tin nó đến với bạn rõ ràng hơn. Cho nên là ở cái thời điểm này á, khi mà cái thông tin nó chưa rõ ràng nó đến ấy, các bạn cứ từ từ giúp mình nha. Mọi thứ càng về sau á, thông tin nó mới sẽ càng rõ ràng. Và khi mà thông tin càng rõ ràng thì các bạn càng có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn cho bản thân của mình, cũng như là biết là mình nên làm gì. Ở đây chúng ta cũng có lá bài này, đó, nói về việc đấy chính là hãy giống như là thời điểm này á, bạn hãy khéo léo hơn trong việc sử dụng từ ngữ nha. Cũng có thể là cái cơ hội này nó đến với bạn ấy nhờ vào việc cái, hay là cái tin tức tốt đẹp này nó đến với bạn ấy là nhờ vào việc bạn có cái khả năng ăn nói, hoặc là các bạn hôm đấy phỏng vấn chẳng hạn, bạn nói rất là hay, hoặc là bạn truyền đạt được những cái gì mà các bạn muốn nói ra bên ngoài. Cái thứ ba nữa là kể cả trong cuộc sống của các bạn trong giai đoạn tiếp theo thì các bạn có thể sẽ phải sử dụng đến cái việc ăn nói của các bạn rất là nhiều. Vì thế mà hãy trau chuốt hơn trong lời nói của các bạn. Cũng như là hãy sử dụng những cái từ ngữ nào đó kiểu mang tính chất là quan tâm, chăm sóc đến mọi người nhiều hơn nhé. Bởi vì đôi khi á, mọi người hay nói là nói thì nói không thì cũng chẳng làm gì, đúng không? Nhưng mà thực chất là phải vừa ăn, phải vừa nói được cơ. Đó, vừa làm được, vừa nói được cơ. Cho nên là cái phần, cái khoa nói của bạn, cái phần nói của bạn cũng sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong giai đoạn tiếp theo đấy. Thì đó là tụ bài số 1 nha, chuyển sang với số 2 nhá. Cho các bạn đến với tụ bài số 2 nhá. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Rồi, với câu hỏi, với cái câu hỏi ở đây á là sao nhỉ? Tin tức bất ngờ nào sẽ đến với các bạn trong thời điểm tiếp theo? Thì đầu tiên á, cái tin tức đầu tiên á là mình thấy rằng là tin tức này có thể sẽ liên quan đến một cái món quà nào đó. Có thể là các bạn sẽ được nhận được quà trong thời điểm tiếp theo, hoặc là một cái món quà nào đấy mà ai đó tặng các bạn nhé. Mình thấy là các bạn thấy được cái hình ảnh món quà trên bàn, trong những cái trang sức hay là gì đấy, thì mình có một cái cảm nhận rất là mạnh mẽ. Bởi vì là khi mà mình nhìn vào cái lá bài này á, thì cái thứ mà hiện lên đầu tiên đối với mình á, đó là những chú ý rất là nhiều vào những cái trang sức này. Đặc biệt là cái trang sức màu đỏ này ở đây, thì có thể là các bạn sẽ nhận được một cái món quà nào đấy khá là giá trị nhá. Có thể không hẳn là trang sức đâu, nhưng có thể đó sẽ là một cái món quà khá là giá trị đến với cuộc sống của các bạn trong cái thời điểm tiếp theo đấy. Thì đấy là cái điều đầu tiên bất ngờ. Cái điều thứ hai á, mà mình thấy là bất ngờ ấy, ở đây á, thì có thể là nó không hẳn là một tin tức đâu, nhưng nó là một cái sự diễn biến bất ngờ. Vậy thì diễn biến này là cái gì? Đầu tiên thì mình thấy là các bạn sẽ bị khiêu khích, sẽ bị ai đó khiêu khích các bạn. Có thể là một đối thủ nào đó của các bạn trong công việc, hoặc một đối thủ nào đấy trong việc học hành, hoặc là bạn chắc chắn là sẽ có một cái người nào đấy xuất hiện, mà cái người đấy sẽ đóng vai trò như kiểu khiêu khích các bạn, làm cho bạn cảm thấy cái tính ganh đua của các bạn á, nó lên rất là cao. Và mình thấy là đầu tiên là các bạn cảm thấy rất là bực mình vì cái người đấy họ đang khiêu khích mình, họ đang kiểu làm này làm kia trước mặt mình, là mình rất là khó chịu, kích thích cái tính ganh đua bên trong mình. Thì mình thấy rằng là thật ra ấy, cái sự xuất hiện của cái người này á, họ gây áp lực cho bạn, họ mình thấy là họ có gây áp lực cho bạn, họ có
khiến cho bạn suy nghĩ mệt mỏi ở đây đấy. Ở đây chúng ta có 9 kiếm này, đó, rồi là cái lá bài bực mình ở đây á. Thì mình thấy rằng là họ có ở một góc độ nào đó, họ có gây áp lực cho bạn, họ có khiến bạn phải suy nghĩ và có những cái kiểu giống như là buồn á, hoặc là stress gì đấy, kiểu muốn chỉ muốn nhổ cái gai đấy ra khỏi mắt mình thôi. Nó cứ múa may rồi nó cứ ngứa ngáy trước mặt của mình, khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu, kiểu như thế đó các bạn. Thì mình thấy là cái người này sẽ kích thích cái khả năng chiến đấu của các bạn, cái tinh thần chiến đấu của các bạn. Và mình thấy rằng là thật ra cái việc này, cái sự xuất hiện của cái người này á, giống như một cái sự sắp đặt của vũ trụ thôi. Bởi vì vũ trụ đang giống như là đang muốn bạn làm một điều gì đó, nhưng mà mình có thể là các bạn chưa làm được, các bạn còn lo ngại, còn e sợ. Nhưng chính cái sự xuất hiện của cái người này, chính cái sự khiêu khích của cái người này á, mình thấy rằng là nó sẽ khiến cho bạn có thêm những cái sự dũng cảm để làm những cái điều mà mình thực sự mong muốn. Cho nên ban đầu mình thấy có thể bạn sẽ khó chịu với cái người này, nhưng mà càng về sau á, khi mà nhờ vào cái sự khó chịu với người này, nhờ vào cái sự ghen ấy, ghen tức hoặc là cái sự ganh đua với người này đấy, nó thúc đẩy bạn dám làm những điều mà trước kia các bạn chưa dám làm, và nó thúc đẩy các bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân. Và mình thấy rằng là nó, cái điều này có thể nó cũng liên quan đến công việc của các bạn. Có thể là họ sẽ là cái động lực vô hình khiến cho các bạn phấn đấu, chăm chỉ. Và đến khi bạn phấn đấu, chăm chỉ, ban đầu, mục đích ban đầu chỉ là ta làm như thế là để ta vượt mặt cái đứa kia, vượt mặt cái đứa ta ghét, kiểu như thế. Nhưng rồi đến cuối cùng ấy, khi các bạn nhận ra được là tự nhiên nhờ nó xuất hiện mà mình lại làm những thứ mà chưa bao giờ mình từng làm, mà mình lại chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng, để rồi bây giờ mình tự nhiên mình lại có một cái kết quả rất là tốt đẹp. Tự nhiên nó đến, không phải là tự nhiên nó đến đâu các bạn ạ, là nhờ vào cái sự nỗ lực của các bạn đấy. Nhưng mà mục đích ban đầu có thể của các bạn ấy, nó không phải là có một cái gì đấy quá cao sang đâu. Các bạn chỉ nghĩ là các bạn đạt được cái đấy để vượt mặt cho nó bõ tức thôi. Thế nhưng rồi cuối cùng nó lại trở thành cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống của các bạn. Thì các bạn cứ yên tâm về điều đó. Chúng ta có lá The Sun ở đây thì mình thấy là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp với các bạn thôi. Nhưng mà thời điểm tiếp theo thì mình thấy là các bạn sẽ khá là chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng làm việc để vùi dập cho vào ngoặc kép thôi, chứ không phải là chơi chiêu gì hay là ăn gian nói dối, chơi bẩn gì đâu, mà là kiểu giống như là các bạn phải giỏi hơn cái người mà bạn ghét đó. Đó. Thế và nhưng mà mình thấy là sau khi mà các bạn đạt được cái thành tựu đó rồi, tự nhiên các bạn ngoảnh lại, các bạn mới thấy là ủa, ban đầu mình không hề có cái mục tiêu này, mình chỉ để hơn đứa kia thôi, và bây giờ cuối cùng mình lại có một cái kết quả mục tiêu tốt. Thì mình thấy là bạn lại không giận cái đứa đấy nữa, bạn lại cảm thấy kiểu đôi khi cảm thấy buồn cười và cảm thấy biết ơn nó, bởi vì nhờ nó khiêu khích mình mà mình có thể vượt lên được, mà mình có thể vượt qua được, bứt phá được, phá bỏ được cái giới hạn của bản thân của mình. Và mình thấy là bạn sẽ có một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ về mặt tinh thần đấy trong cái thời điểm tiếp theo nha. Và ở đây vũ trụ còn nói với bạn là thôi cứ làm đi, không phải sao đâu, cứ chiến đấu đi, cứ đấu tranh đi, chả sao đâu mà. Bạn sẽ được an toàn nha, bạn sẽ được an toàn, sẽ được bảo vệ trong những cái lúc mà bạn khó khăn nhất. Và ở đây mình thấy rằng là sau ấy khi mà các bạn vươn lên và đạt được cái kết quả tốt đẹp ấy, thì nói chung là mình thấy là cũng đừng ghét cái người đấy nữa nha, cũng thôi không ghét nữa, bởi vì đây chúng ta có lá bring love into the situation. Nó nói về việc đấy chính là chúng ta sẽ đem cái tình yêu thương của chúng ta vào những cái tình huống ở trong cuộc sống của chúng ta. Cái tình yêu đây không phải là tình yêu lãng mạn đâu, mà là cái tình yêu thương giữa con người với cái con người đó. Đó. Cho nên là mình thấy là đôi khi cái sự bực tức, cái sự ghen tị hay cái tính ganh đua ấy, trong một cái phút giây nào đó ấy, nó thực sự là tốt, vì nó giúp con người có cái sự phát triển và đấu tranh phát triển đi lên, đúng không mọi người? Cái sự mâu thuẫn nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển. Còn nếu như mà hòa bình, hòa hoãn thì đôi khi nó lại còn khiến cho người ta kiểu giống như là trì trệ á. Nó giống như là các bạn phải thấy là Samsung và Apple đấy, phải thường xuyên phải chạy đua công nghệ với nhau, nó mới cho ra được những cái sự phát triển về mặt khoa học kỹ thuật, đúng không các bạn? Samsung, bố mình vừa thò tay vào, ok, thò tay vào cửa sổ, ok, tiếp nha. Còn gì nữa không? Rồi đấy, cái lá bài này nói về việc đấy chính là kiểu hãy tập trung những cái nguồn năng lượng của các bạn ấy vào những cái điều chỉnh cái nguồn năng lượng của các bạn ấy vào những cái thứ mà nó tích cực hơn. Tức là chúng ta sẽ dồn cái sự thù ghét đó vào vào cái việc là mình sẽ gia tăng động lực để mình phát triển hơn.
Và ở đây chúng ta cũng có lá ePay này này, nó cũng nói về việc đấy là hành trình của chúng ta có những lúc ấy, nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái thứ mà chúng ta thích, nhưng cũng có những cái thứ mà chúng ta ghét, tích cực có cả tiêu cực nữa. Và khi mà nó diễn ra cái điều đó thì mình thấy là các bạn hãy enjoy nó, hãy tận hưởng nó nha. Ở đây chúng ta có lá bài này, Walk in Beauty, thì mình thấy đây là cái thứ các bạn đạt được sau cái cuộc tranh đua này. Sau cái cuộc tranh đua này mình thấy là tự dưng lúc đấy có thể là bạn có rất là nhiều tài nguyên tốt đẹp ở trong cuộc sống, tiền bạc, tài chính, rồi những thứ mà bạn có, chỉ vì cái cuộc tranh đua đó thôi. Mà ban đầu rõ ràng cái thứ tiền bạc tài chính này nó lại không phải là mục tiêu của các bạn. Giống như kiểu chỉ muốn xinh hơn người mình ghét thôi, thế nhưng mà rồi cuối cùng lại xinh quá rồi đấy. Ok, nhưng mà mình thấy là sau khi bạn đạt được những thứ mà bạn có, bạn vượt qua được rồi á, thì mình thấy là hãy yêu thương nhiều hơn nha. Bạn được yêu thương rất là nhiều của những người xung quanh đấy. Và cũng có thể biết đâu á, ở một cái góc độ nào đó, dù mặt duyên nợ, thì cái sự xuất hiện của cái người mà khiến bạn không thích đấy á, chính là một cái sự kiểu giống như là một cái duyên tốt, giống như là một cái ký kết hợp đồng, bản hợp đồng linh hồn nào đó, rằng à, mày sẽ xuất hiện để tao khó chịu nha, và khi tao khó chịu thì tao sẽ vươn lên nha. Kiểu như thế. Ok, thì đó là số số 2, ta đến với số 3. Chào các bạn, đến với tụ bài số 3 nhá. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Thực sự là khi mà mình nhìn thấy cái những cái lá bài đây là mình kiểu ôm mặt luôn mọi người ạ. Bởi vì kiểu cái mức độ drama và phức tạp của nó là hơi cũng hơi cao. Ok, đợi mình phải rút thêm bài thôi. Tụ bài số 3 nhé. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Thông điệp dành cho tụ bài số 3, Hot to Hot Conversation, Free Yourself. Cả rút cả thấy dối thế nhỉ. Rồi ok. Ok. Đối với tụ bài này ấy, thì mình cái câu chuyện như sau. Cái tin tức mà các bạn nhận được trong thời điểm sắp tới bất ngờ á, nó sẽ liên quan đến sự lãng mạn của bạn, liên quan đến tình yêu của các bạn nha các bạn nha. Rồi, liên quan đến sự lãng mạn, tình yêu ở đây thì là cái gì? Đầu tiên ý, mình thấy là sẽ có thể là sẽ cùng lúc xuất hiện hai cái nhân vật nào đó ở đây. Nếu như bạn là nữ, sẽ xuất hiện hai cái người nam, tức là bạn là nữ và bạn thích những cái người mang tính nam á, thì sẽ xuất hiện hai cái người đàn ông ở đây. Tùy các bạn, giới tính của các bạn thôi. Các bạn là nam mà các bạn thích các bạn nữ thì sẽ xuất hiện có thể là hai người nữ cùng một lúc. Và mình thấy là bởi vì các bạn đây có lá triangle đó. Đối với các bạn nam thì hơi đặc thù hơn một tí, là cũng có thể là bạn sẽ theo đuổi một người mà cái người đấy họ cũng đang phân vân giữa một cái lựa chọn khác. Tức là bạn kiểu gì trong cái tụ bài này cũng phải rơi vào tam giác tình yêu. Nhưng mình thấy có hai người nam và một người nữ, thì các bạn có thể hiểu là nó ở cái góc độ và mức độ như thế nào nha, tùy vào giới tính của các bạn. Còn các bạn LGBT nữa thì còn tùy vào các bạn nữa cơ. Nhưng mình thấy là có hai người mang tính nam nhiều hơn và một người mang tính nữ, thì mình thấy là đây là một cái tam giác tình yêu, một mối quan hệ ba người. Nói chung mối quan hệ này thì mình thấy là các bạn có thể là chưa yêu nhau đâu, chỉ là các bạn sẽ có cái sự tìm hiểu ở đây thôi. Nhưng cùng lúc xuất hiện hai cái nhân vật thực sự là mối ngon quá, mà tại sao nó không đến, cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia mà bây giờ lại phải đến cùng một lúc như này, làm em bận lòng mà em không thể nào em lựa chọn được. Thì đấy là cái tụ bài số 3 này. Các bạn sẽ phải đưa ra một cái lựa chọn nào đó trong cái hai cái người này. Bây giờ mình sẽ mô tả nha. Mình thấy các bạn rất bực bội. Các bạn bực bội và bất lực với chính mình ấy, là các bạn không biết là cuối cùng là các bạn chọn ai. Vì có thể là cái người này họ sẽ được ở cái điểm này, người kia được ở điểm kia, và có thể là mỗi người có một cái khuyết điểm riêng. Cho nên là chắc chắn là không ai vào nào rồi. Nhưng cho nên là các bạn rất là khó để lựa chọn. Giá như hai người này hợp lại là một thì tốt đúng không? Hoặc được yêu cả hai thì tốt đúng không? Nhưng mà đừng có tham nha, nghiệp quật đấy. Tụ bài này thì mình thấy là bạn sẽ rơi vào trạng thái khá là bế tắc, không biết chọn ai, không biết làm như thế nào, không biết đâu mới là cái người thực sự phù hợp. Các bạn nhìn thấy cái người nữ này này đấy, đứng ở giữa hai bên và kiểu đang tay đưa ra để kiểu giống như là được chọn một thôi, chỉ được chọn một thôi mà phân vân quá, chả biết chọn ai. Thì người đầu tiên mình thấy cái người này có thể là có cái nền tảng mặt tiền bạc tài chính rất là tốt nha, rất là tốt. Có thể họ phải nói là họ có một cái nền tảng mà theo mình nói có thể dùng từ giàu nha, rich nha, rồi giàu nha. Thì cái người này có thể là cái người có vẻ chững chạc hơn cái người kia.
người này có một cái nền tảng mà tiền bạc tài chính rất là tốt, và có thể họ ăn mặc rất là lịch thiệp, có thể công việc của họ là một doanh nhân hoặc là một cái người kinh doanh nào đó, hoặc là họ giống như là họ có thể làm một cái công việc nào đấy mà theo mình thấy là có mặc vest và ăn mặc rất là lịch sự ở đây. Cái người số 2 ấy, thì mình thấy là cũng không thua kém gì cái người kia lắm đâu. Về mặt cuộc sống, điều kiện thì mình không quá rõ, nhưng về mặt tinh thần và trưởng thành về mặt cảm xúc ấy, thì người này rất là trưởng thành về mặt cảm xúc rồi. Và họ ý thức trong cái việc là họ sẽ yêu như thế nào, họ sẽ bày tỏ ra sao, họ sẽ làm như thế nào để bạn có thể được hạnh phúc, kiểu như vậy đó. Thì mình thấy là bạn sẽ rất phân vân giữa hai cái đối tượng này, hai cái người này, và mình thấy là bạn sẽ muốn biết được đâu ấy là cái người mà thực sự phù hợp với bạn ạ. Mình thấy bạn sẽ phải dành rất là nhiều thời gian để trò chuyện với họ. Mình khuyên các bạn nha, đối với cái tụ bài này nha, hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau, và những cuộc trò chuyện đấy hãy là những cuộc trò chuyện sâu sắc và những cuộc trò chuyện chất lượng. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì các bạn có thể đi chơi với nhau, nó cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng mà các bạn đi chơi thì có thể là các bạn trải qua những cái giây phút gì đấy vui vẻ với nhau, xem phim này các thứ. Nhưng trong cái khoảng thời gian các bạn xem phim đấy, các bạn rất không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Cho nên ở đây có cái lá bài này đã nhắc bài cho các bạn rồi, thế là hãy có những cái hoạt động nào đó để các bạn có thể nói chuyện được nhiều với nhau. Thì bạn tìm hiểu hai người này bạn mới có thể đưa ra kết luận được. Bởi vì hai người này rõ ràng không phải dạng vừa đâu, mà mình thấy bạn ở đây còn dễ trở thành con gà, trở thành cái hạt thóc ấy, cho hai người này mổ ấy. Đó, hai người này không phải con không không phải hạt thóc đâu, là con gà đấy. Cho nên là mình thấy là ấy là các bạn hãy cố gắng để mà nói chuyện với hai người này nhiều hơn. Thì trong quá trình các bạn nói chuyện ấy, mà mình cũng có chú thích với các bạn là những cuộc nói chuyện chất lượng ấy, đấy chính là hãy thử đưa ra những cái câu chuyện cuộc sống để cho hai người cùng bàn luận, thảo luận về cái vấn đề đó, đưa ra quan điểm về cái vấn đề đó xem như thế nào. Còn đâu có nhiều người nói chuyện nhưng mà chỉ nói những cái chuyện gì mà nó không thực sự chất lượng ấy, nó không thực sự chất lượng, nó không thực sự sâu sắc, mà nó chỉ là trêu đùa gì đấy qua lại thôi, thì nó khó để có thể tìm hiểu nhau được. Trên đây cũng là một cái tip cho các bạn để các bạn có thể làm cái việc này nha. Thì mình thấy là các bạn ấy cũng có thể là có một cái đấu tranh nào đó trong cái việc đấy, chính là có thể là bạn cũng muốn tìm một người nào đó có lợi cho cái sự nghiệp của các bạn. Đấy, nhưng mà cái người có lợi cho sự nghiệp của các bạn thì có thể là không có cái yếu tố mà bạn thích. Rất đau đầu, quá đau đầu. Một trường hợp nữa nha các bạn nha, trường hợp này thì nó dễ hơn. Đấy chính là nếu như mà trong trường hợp các bạn đang phân vân giữa một người cũ và một người mới, thì câu trả lời dành cho bạn quá quá rõ ràng với cái lá bài này rồi. Đấy chính là hãy chọn người mới. Vì chúng ta có really direct, tức là hãy giải phóng những cái quá khứ của các bạn, những thứ liên quan đến người cũ của các bạn nha. Đó. Và đây chúng ta có what waiting for. Thì mình thấy là có rất là nhiều điều đáng chờ đợi các bạn ở phía trước. Sự là hống cứ gió, đại loại là chỉ có tán tỉnh nhau ở đây này, có hai nhân vật đây này đó. Và mình thấy là bạn có thể bạn mình không biết là bạn sẽ lựa chọn ai trong hai người này, cái đấy thì tùy gu của bạn và cái suy tính của các bạn thôi. Nhưng mình thấy rằng là nếu như bạn có mong muốn là có gặp được một cái người thực sự phù hợp với mình và có thể dựng xây một cái gia đình hạnh phúc ấy, thì mình thấy rằng là vũ trụ nói là hãy tin vào cái giấc mơ này, hãy tin vào cái kế hoạch này, hãy tin vào cái thứ mà các bạn đã luôn mong muốn mong ước xảy ra. Mình thấy là một bạn sẽ chọn một trong hai người này để đi đến cái kết quả cuối cùng đấy. Kết quả cuối cùng ở đây là một cái có thể một cái đám cưới, một cái gia đình nào đó ở đây. Nói chung là các bạn sẽ cần có rất là nhiều điều để khám phá hai cái người này, vì hai người này mình nói thật với các bạn ấy là chẳng có ai thật thà 100% đâu trong hai người này đâu nha. Họ sẽ có những cái thăm dò bạn, thử thách bạn, bởi vì bạn cũng giống như vậy mà, bạn cũng phải thử thách họ mà. Cho nên là thôi cứ từ từ thôi, không việc gì mà phải vội đưa ra cái kết quả cuối cùng nha. Bởi vì bạn có quyền được tìm hiểu, có quyền được xem trong giai đoạn tìm hiểu, chưa xác định mối quan hệ, các bạn có quyền để mà xem ai là cái người thực sự phù hợp với mình mà. Còn khi các bạn đã dính vào một cái mối quan hệ nào đó rồi, đã cam kết với họ là trở thành người yêu rồi, thì lúc đó bạn phải chung thủy thôi, ok. Thì đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.